từ những hòn than huyền bí đến thác nước mạnh mẽ cùng dòng khí từ biển khơi, kết nối quà tặng của thiên nhiên hùng vĩ thông qua trí tuệ và lao động của con người, trở thành cầu nối cho mọi sự phát triển để những công trình vươn cao khắp mọi miền đất nước và những câu chuyện chứa nhiều bí ẩn đang được khám phá. Tất cả sẽ được kể trong ký sự hành trình năng lượng đổi mới quê hương. Bên cạnh chúng tôi là đường dây 220 kV. Quý vị biết không, đằng sau những đường dây như thế này là cả một câu chuyện dài thú vị về việc chuyển hóa nguồn năng lượng tự nhiên thành một nguồn năng lượng khác để phục vụ cho việc phát triển đất nước. Quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục đi tìm hiểu và khám phá những câu chuyện thú vị ẩn giấu đằng sau đó. Việt Nam hiện nay có 21 nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động, tổng công suất hơn 14.000 MW. Con số này phần nào cho thấy hiệu quả của nhiệt điện than trong việc bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia. Nhiệt điện than với ưu điểm giá thành điện thấp, chỉ sau thủy điện, bởi vốn đầu tư không quá cao và thời gian xây dựng nhanh. Tuy nhiên, bảo vệ môi trường lại là thách thức, là bài toán khó của các nhà máy nhiệt điện than. Một vấn đề đang được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam hết sức quan tâm và quyết liệt tìm phương án giải quyết. Nhìn lại nhà máy nhiệt điện than đầu tiên của nước ta, Ninh Bình, có thể thấy rõ hơn những áp lực về môi trường của nhiệt điện than. Đây là nhà máy nhiệt điện than được xây dựng và phát điện vào những năm cuối cùng của cuộc chiến đánh Mỹ khốc liệt với công nghệ của thập niên 60. Nằm nép mình bên ngọn núi Ngọc Nữ, này là núi Cánh Diều, để tránh những tổn thất từ bom đạn. Thời điểm ấy, dù công suất chỉ là 100 MW, nhưng được xem là lớn nhất miền Bắc. Khi mà xây dựng nhà máy là từ năm 1974, ấy, là lúc đấy là chúng ta cũng cần phải có điện bằng mọi giá. Trước năm 1996, khi cái bộ khử bụi màng nước còn đang làm việc ấy, thì cái ống khói này là nó rất là đen, do cái hiệu suất của nó bị suy giảm. Chính vì thế cho nên là cần phải có cái suy nghĩ lại. Thế đối với những thời điểm đấy, mặc dù khói đen như vậy nhưng mà vẫn phải phát điện. Bởi vì tổ quốc lúc đấy là, đất nước lúc đấy là rất cần điện. Có mỗi trong ba nhà máy ở đây là luôn luôn phải gồng mình lên để phát có đủ điện cho nền kinh tế ở phía Bắc. Sau này rồi thì đất nước phát triển rồi, cộng với lại những cái quy định nghiêm ngặt về môi trường cũng được ra đời, thì các cơ sở sản xuất cũng sẽ phải quan tâm đến vấn đề về môi trường. Và chúng tôi cũng giác ngộ được điều đấy, và chúng tôi cũng lần lượt đưa các cái dự án lắp đặt các cái bộ khử bụi tĩnh điện này vào để thay thế các bộ khử bụi màng nước. Sau 20 năm hoạt động, nhà máy nhiệt điện Ninh Bình bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế như hiệu suất của nhà máy xuống thấp, hệ thống xử lý khói bụi công nghệ cũ lạc hậu, khiến khu vực xung quanh nhà máy và một bộ phận dân cư khốn khổ vì ô nhiễm. Bên cạnh đó, do ống khói xây dựng thấp hơn ngọn núi Cánh Diều, nên việc ô nhiễm khói bụi là điều khó tránh khỏi. Vào lúc cao điểm năm 1995, nhiệt điện Ninh Bình có lúc đã phải đứng trước nguy cơ bị đóng cửa vì ô nhiễm. Nhận thức nghiêm túc về điều đó, nhà máy Ninh Bình đã chủ động tích cực nghiên cứu báo cáo đánh giá tác động môi trường của các cơ quan chuyên môn, khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường một cách khả thi nhất. Dù trong tình thế không hề thuận lợi, lệnh cấm vận của Mỹ chưa được tháo dỡ, nhà máy không có ngoại tệ mạnh để nhập thiết bị, vân vân. Từ năm 1993 đến năm 1996, nhà máy thực hiện đại tu phục hồi lại các thiết bị chính của lò, máy, cũng như thực hiện các dự án cải tạo môi trường và ứng dụng thành công hệ thống dòi đốt UD thay thế cho các bộ đốt cũ của các lò hơi. Bên cạnh đó, nhà máy tiến hành xây mới ống khói cao 130m, lắp các bộ lọc bụi tĩnh điện ESP và hệ thống phụ trợ, hệ thống tuần hoàn nước, bãi thải xỉ. Nhờ đó, lượng khói bụi đã giảm hẳn, hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt. Ngay như thời điểm hiện nay thì
các cái bộ lọc bụi này đã qua gần 15 năm làm việc, là với cái việc mà giám sát lắp đặt cũng như là yêu cầu về cái công nghệ thì chúng tôi cũng đã có cái đầu bài đưa ra tương đối là khắt khe, chính vì thế cho đến thời điểm này là nó làm việc vẫn tương đối ổn định. Giờ đây sau nhiều nỗ lực, màu xanh đã xuất hiện nhiều hơn ở nhà máy nhiệt điện Ninh Bình. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi bước đi trong không gian xanh mát, không khí trong lành của khuôn viên nhà máy. Quả thật, hiếm có nhà máy nhiệt điện than nào hoạt động qua hai thời kỳ chiến tranh và hòa bình lại nâng cấp, cải tạo thành công vấn đề môi trường như nhà máy này. Bài học về môi trường tại nhà máy nhiệt điện Ninh Bình đã đặt ra vấn đề phát triển nhiệt điện than với yếu tố mang tính sống còn là việc lựa chọn công nghệ sản xuất. Đây cũng là vấn đề được nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, thực hiện ngay từ khâu tư vấn quản lý dự án. Nằm ở xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 là một trong hai nhà máy của Trung tâm Điện lực Thái Bình. Giữa những cánh đồng lúa bạc ngàn nổi tiếng với mỹ danh quê hương năm tấn, nhà máy sừng sững như một công trình kiến trúc hiện đại. Nổi bật trên nền trời trong xanh là ống khói nhà máy cao gần 200 mét đang tỏa làn khói trắng đục, thay vì những cột khói đen kịch bụi than dễ thấy ở rất nhiều nhà máy nhiệt điện than. Thắc mắc điều này với lãnh đạo nhà máy, chúng tôi được giải thích. Cái hiện tượng mà mình nhìn thấy ở ra ở miệng ống khói kia, bản chất nó chỉ là cái hơi nước sau khi mà khói thải ra được qua bộ lọc bụi tĩnh điện ESP và sau đó là qua bộ khử lưu huỳnh FGD. Trong cái giai đoạn mà khởi động nhà máy thì các cái hệ thống liên quan đến bảo vệ môi trường này thì các nhà máy là không bắt buộc phải đưa vào vận hành ngay từ đầu. Đấy, tuy nhiên là theo cái luật môi trường mới nhất hiện nay thì Bộ Tài nguyên Môi trường đã yêu cầu, nhà nước đã yêu cầu là tất cả các hệ thống bảo vệ môi trường là phải đưa vào ngay từ đầu, kể từ khi bắt đầu đốt lò. Đấy, và nhà máy nhiệt điện Thái Bình đã áp dụng rất triệt để. Từ hướng dẫn của lãnh đạo nhà máy, chúng tôi có dịp biết thêm về hệ thống công nghệ lò than phun. Nguồn nhiên liệu than nhà máy sử dụng là than cám 5A1, có nhiều ở Hòn Gai, Cẩm Phả, Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Chất thải từ nhà máy nhiệt điện than gồm cả chất thải rắn như tro xỉ, thạch cao, chất thải lỏng như nước thải và chất thải khí như CO2, CO3, NOx, SOx. Để khử sạch các khí độc hại trước khi ra môi trường, nhà máy áp dụng hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP hiệu suất cao 99,9%, có nhiệm vụ khử toàn bộ lượng bụi trong khói thải của lò hơi khi vận hành. Song song đó, hệ thống khử lưu huỳnh trong khói FGD có nhiệm vụ hấp thụ lượng SO2, SO3 trước khi thải ra môi trường với hiệu suất 89%, làm giảm hàm lượng lưu huỳnh có trong khói thải chỉ còn nhỏ hơn hoặc bằng 425mg trên 1 mét khối khí tiêu chuẩn so với quy định là nhỏ hơn hoặc bằng 500mg trên 1 mét khối khí tiêu chuẩn. Đối với nước thải, nhà máy có hệ thống khử, lọc, phân loại nước thải nhiễm dầu, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt. Nước sau khi xử lý đạt yêu cầu, tiếp tục được đưa tới hồ kiểm chứng. Hồ kiểm chứng được nuôi các sinh vật thủy sinh như cá, tôm, bèo và các sinh vật thủy sinh này vẫn có thể sinh sống bình thường, minh chứng về chất lượng nước thải của nhà máy hoàn toàn không gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, nhà máy còn áp dụng nhiều biện pháp giám sát môi trường như lắp đặt màn hình cỡ lớn, công khai các thông số về môi trường, kết nối các thông số online về Sở Tài nguyên và Môi trường, đẩy mạnh các công tác tuyên truyền để người dân hiểu về sản xuất nhiệt điện than. Riêng đối với xỉ than, nhà máy hiện đang áp dụng hệ thống xử lý xỉ than ướt, phần lớn đã được bán cho các đơn vị làm phụ gia xây dựng. Để đánh giá về mức độ an toàn vệ sinh môi trường,
chúng tôi đã gặp Ban Thanh tra Nhân dân xã Mỹ Lộc. Khi nhà máy hoạt động bây giờ thì cũng là chưa thấy có biểu hiện gì là độc hại về vấn đề sức khỏe của người, cũng như là về cây cối hoa màu thì chưa có vấn đề gì. Thế còn trong quá trình nhà máy về ấy, thực sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì đề án an sinh của địa phương đã có những cái sự đổi thay, tiến bộ nhiều mặt. Ông Thoa và các thành viên khác trong ban thanh tra còn hào hứng đưa chúng tôi tham quan những đổi thay bộ mặt xã từ khi nhà máy nhiệt điện Thái Bình đi vào hoạt động. Từ một xã nghèo nhất huyện Thái Thụy, đến nay Mỹ Lộc đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống cư dân có nhiều biến đổi, đường xá được đầu tư xây dựng khang trang, trẻ em được đầu tư về cơ sở vật chất nhiều hơn. Thế cùng làm việc với lại ban quản lý nhà máy thì các cái tiêu chuẩn về môi trường thì được ban quản lý, được nhà máy, được các cơ quan, các ngành từ trung ương đến địa phương rất quan tâm, chính thức thương mại rồi. Thế nhưng mà nhìn chung là vậy, môi trường là rất là ổn, bà con rất là tin tưởng. Khói bụi thì cũng không có vấn đề gì ghê gớm cả. Có rất nhiều đoàn về đây bảo chúng tôi tưởng đây bụi lắm, đây ô nhiễm lắm, nhưng mà thực ra chúng tôi về đây chúng tôi thấy là mọi vấn đề nó rất là sạch sẽ. Lẽ dĩ nhiên, để đi vào hoạt động, trong giai đoạn thử nghiệm, nhà máy cũng trải qua nhiều bất cập về tiếng ồn, độ rung, nước thải, khí thải. Tuy nhiên, đến nay những vấn đề liên quan đến môi trường đều được khắc phục gần như triệt để khi tổ máy số 1 chính thức vận hành thương mại vào ngày 19 tháng 2 năm 2018. Không lâu sau đó, tổ máy số 2 của nhà máy cũng đã được chạy thử nghiệm thành công. Với cái nhà máy nhiệt điện 1 mà do Tập đoàn Điện lực đầu tư thì đến nay bắt đầu cả hai tổ máy đã đi vào vận hành tin cậy, đã phát điện thương mại. Thì ngay trong thời gian xây dựng thì đã đóng góp cho ngân sách tỉnh khoảng độ gần 1.200 tỷ. Thế và nó giải quyết ngay cái lao động tại chỗ, giúp cho cái an ninh, cái năng lượng để cho phục vụ các ngành kinh tế khác phát triển. Cái mặt trái của cái dự án như là khói bụi, như là tiếng ồn, như là xỉ, như là các cái chất thải độc hại khác. Với Thái Bình thì chúng tôi cũng cho là đây là vừa là thời cơ nhưng mà đồng thời cũng là thách thức. Cái xỉ thì sẽ đưa vào các nhà máy gạch không đúng, mà ngay cạnh nhà máy chúng tôi đã quy hoạch và đã chấp nhận cho 3 cái dự án để đầu tư sản xuất gạch không nung ngay kề nhà máy. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 được xây dựng trong thời kỳ đất nước có nhiều chuyển mình kinh tế, trong đó nổi lên vấn đề bảo vệ môi trường nhưng vẫn phải đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Từ bài học của nhiệt điện Ninh Bình, nhiệt điện Vĩnh Tân, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 đã từng bước hoàn chỉnh hệ thống sản xuất, tận dụng được nguồn nhiên liệu than tại phía Bắc. Trung tâm nhiệt điện Thái Bình mà nổi bật là công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, công suất 600 MW, công trình nhà máy nhiệt điện quy mô lớn đầu tiên do đơn vị tư vấn của Việt Nam chủ trì phần thiết kế, được xem là niềm tự hào của ngành điện Việt Nam. Quý vị khán giả thân mến, thông qua tập phim vừa rồi, chúng ta nhìn thấy ngay việc sản xuất nhiệt điện dường như gắn liền với lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của chúng ta. Khi mà việc sản xuất điện cần thiết và cấp bách đến độ, chúng ta như lãng quên đi việc bảo vệ môi trường. Thế nhưng ngày nay, nhờ tiếp thu được những công nghệ hiện đại tiên tiến trong việc giảm thiểu phát tán ô nhiễm, các nhà máy nhiệt điện đã hòa vào cái xu thế chung của thế giới là bảo vệ môi trường. Qua rồi, thời kỳ có điện bằng mọi giá. Để xây dựng một hệ thống năng lượng sạch, các nhà máy nhiệt điện ngày càng phải chú trọng đến trách nhiệm môi trường. Bảo vệ môi sinh cũng chính là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững nhiệt điện than trong tương lai. Các nhà máy nhiệt điện đã và đang nỗ lực ra sao? Lời giải đáp sẽ còn được nhắc đến
trong hành trình năng lượng đổi mới quê hương kỳ tới.